Trước yêu cầu về nguồn nhân lực ngày càng cao, đòi hỏi công tác đào tạo nghề phải đi vào thực chất. Việc đổi mới phương thức đào tạo, chủ động quy hoạch, định hướng đầu tư của các trường, cơ sở đào tạo chính là yếu tố then chốt quyết định đến hiệu quả hoạt động đào tạo nghề. Với quyết tâm nâng tầm thương hiệu đào tạo nghề, các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Bình Dương đang đẩy mạnh đổi mới phương thức đào tạo nghề. Từng đơn vị đã chú trọng xây dựng ngành nghề đào tạo chuyên sâu gắn với đẩy mạnh liên kết đào tạo, tạo nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc và trang bị đầy đủ kỹ năng cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường. Những năm gần đây mình chú trọng rất nhiều về cái mảng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, rồi mình chú trọng đến cái phương pháp giảng dạy, đặc biệt là cái phương pháp quản lý học sinh. Ở trường thì mình quan tâm là đạo đức trách nhiệm, bên cạnh cái việc học nghề là đương nhiên rồi, nhưng mà mình lại có cái chương trình đào tạo các cái kỹ năng mềm. Nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội, hiện nay các cơ sở đào tạo đều chú trọng đến kỹ năng nghề nghiệp cho người học. Cụ thể, cùng với việc đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ yêu cầu đào tạo, thì các trường đã có sự chủ động hơn trong hợp tác với các doanh nghiệp thông qua các phương thức liên kết đào tạo khả thi. Mình đáp ứng cái nhu cầu của xã hội, của các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, và cái việc mà học sinh trong quá trình học nghề tại trường thì là tham gia thực hành thực tập tại doanh nghiệp rất nhiều, và điều này cũng đáp ứng được cái nhu cầu không cần phải đào tạo lại sau khi học sinh tốt nghiệp ra trường. Mục tiêu lớn nhất của đào tạo nghề là tạo ra một lực lượng lao động với đầy đủ kỹ năng, chuyên môn, thích ứng nhanh với công việc. Để thực hiện được mục tiêu này, phải đổi mới ngay từ khâu đào tạo, thay đổi tư duy của người học theo hướng tiếp cận và làm chủ công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất công nghiệp trong từng giai đoạn phát triển.